đau từ đây này, đau từ thắt lưng, chạy xuống từ móng đít này, từ móng đít này, dạ. nhoi chạy theo thẳng nó đường gần lên xuống gần chân luôn, ngoài thôi, chứ còn trong xương là không đau. Đau từ hôm hồi trước là cách đây khoảng 14 năm mà cô đau một lần. Cũng đau như thế. Cũng đau, nó buồn thì không biết này, bắt đầu nó đến đây này. Nó đau đây là cứ nó nghe như người xích cái thịt đi ra. Xích cái thịt này ra này, kéo gần ra, đau lắm, đau với là cô với là đi chống cứu ở nhà quê thôi, với là uống thuốc bắc, uống chấn đầu tim là đau cua cựa không được nữa. Cái chân hai cái răng mà nó này mới cắt với chị xem mà đau lắm, quên quên nên cắt bữa mạch đó. Chứ đau mấy nó mà nhất là nhất lắm ạ. Chứ đau phiêu đó đau. Cô Thanh Hóa. Cô Thanh Hóa. Thanh Hóa là huyện Hồng Cống. Không đau. Cô nghĩa thắt lưng cô cũng thấy hóa hết. Cô này 62 tuổi. Chân trái thì ví dụ trước là cô ngủ không ngủ con thẳng được, nhưng mà chờ cô ngủ là thẳng một lúc là cái kiểu nó buồn ở đây, nó cứ mũi trước. Chứ buồn cái khu đây. Cái này bọn cháu vẫn xử lý được hết nhá. Thì chữa được ha. Thì cô cái gì cũng kể nhá. Thì nếu mà chữa cùng nhau được thì bọn cháu sẽ chữa luôn. Còn sẽ có những cái chỗ mà không chữa cùng nhau được thì bọn cháu sẽ. Mời cô ra đây. Anh đi được không? Người đỡ đi được. Huyết áp cao lên hơn hả? Cao, đối với ra bao nhiêu thì tôi ngồi đợi ạ. Cô bình thường bị cao huyết áp này không? Cô mấy bữa trước ở nhà cô thì còn mấy bữa nay cô ốm và dùng thuốc, chứ còn hồi trước là không dùng. Trước thì hắn cũng bị cao. Hồi trước này hắn cũng đi tập thể dục nó đỡ thì, nhưng mà mấy bữa nay ốm là phải dùng thuốc. Gạt cái gì đấy? Khô gạt lắm, không gạt được đấy, được không ạ? Mịt gạt. Đau. Đau cái chân, cái chân. Bên đây này, một bên nữa. Đây đâu? Không gạt ra ngoài, đau lắm. Không đau. Nặng hơn rồi, đỡ rồi, đỡ dễ đỡ rồi. Nhưng mà còn cái con này, đỡ rồi còn có hơn đi các bạn đấy. Cái hai cái chỗ này, cũng chỉ đang còn. Rồi sao? Anh cũng chỉ đang còn. Chưa, người này chỉ lần đầu tí thôi. Thổi cái nhiệt toan này rồi. Cái nhạc nhức nhức giật còn thổi nó tiêu hết cái chân. Đúng rồi, cháu vừa nhận nước cái hơi kiến kém. Cái hình người cái rửa là vùng vùng bẹn là L1 đúng không? Kinh mọi thị trường đập được mạch bẹn chữ L1 hai rồi.
chứ chồng vẫn dần dần đi được cái phương tiện. Dễ đi rồi. Tối nó bây giờ từ giờ đến tối nó sẽ đau lại, nó sẽ đau, thay đổi nó còn đau hơn đấy. Không sao cả nhá. Cô cứ ở đây cô chưa đi, ở đây chưa lấy đôi tuần đi. Nếu mà ổn thì về, còn nếu mà vẫn còn lấn cấn tí thì chịu thêm một vài buổi thì không sao cả, miễn là khỏi bệnh. Nhá, bây giờ cho cô lên sông. Nào. Chữa xong thấy nhẹ người đi mà không đau chân mấy, đi thẳng được không nãy không lặng. Nhức lắm chứ đi được con đoạn thôi. Thế mà hôm qua chất vấn tôi kinh quá. Cũng giống cái bà vừa hỏi cứ thế nào làm bao nhiêu buổi qua chữa được không, đã chữa được hai chưa. Cháu cái kiểu này. Thằng cháu này hắn xem xe lai của thợ thầy rồi hắn đúng là quân quyết định nhưng mà ra Hà Nội. Chứ rồi người thì chứ gà nó là ra Thanh Hóa rồi vì là nhà Thanh Hóa mà. Rồi là bú ra ngoài đông y Hà Nội đây này, nhưng mà không điểm hắn bú thực chứ ra đây. Tức là bắt đầu hai mẹ con bắt xe đồng lý từ Hà Nông Cống sang Thanh Hóa rồi. Thế bây giờ tin chưa? Thực ra là cũng nhiều người họ lừa thật. Cái quảng cáo bây giờ nó không được kiểm chứng nhá. Nhưng mà năm thì thổi đêm nằm nhất mắn thì vẫn rút hết cả thịt chân lại gì này thằng quân như mẹ rằng mà tiêu đó nó không sốt ruột nó rằng nhạ bận. Rồi ok, hôm nay buổi đầu thế là tốt rồi con nhá. Đâu chị đứng dậy chị đi xem nào, xem nó khác chưa lại không nào. Khác rồi. Lại đâu có đi được. Khác rồi. Đây này. Đi gì được. Đấy là người dìu à? Lúc nãy là thấy dìu không đi được. Mà trước đi vệ sinh là phải cổng. Cổng chứ không đi được. Như nhà chứ phải cổng chứ không đi được. Chờ hôm nay cũng là thỉa trước. Ở đây này, nói trước này. Cái này chị phải chữa mất 15 buổi. 15 buổi xem là bao tiền. Xem là 15 buổi nhân từ 15 buổi mà nhân với giấy là mấy triệu đấy. Vâng. Nhiều lắm đấy. Vâng. Có đủ tiền không? Về bán con lợn đi nha. Đấy, vui ở đây. Đấy con thấy chữa một buổi có 250 thế này thì chị tưởng 15 buổi của chị là đáng bao nhiêu tiền đâu. Hơn 3 triệu tí. Nha. Đấy. Về nói với quê có lẽ giờ đây nhiều nhà quê không đi được, nhiều lắm thôi, nhiều kẹt đi không đi được. Rồi như đi tóc thuốc má thường xuân như đó mà cũng về là cũng chưa lạc được thôi. Đây nhá, về coi đây chị đi thay đồ đi. Con nhìn cái ca này nhá, con sẽ thấy này, luôn thay đồ đi. Hôm nay là tươi tỉnh hơn đúng không? Đi không thấy đau nữa mà khỏe lắm rồi. Này đúng là đi không thấy đau nữa mà khỏe người nữa rồi. Mấy ngày thứ ba đấy. Bữa nay ngày thứ ba đây. Hôm đầu đến là phải dìu nhá. Đâu, chị chỉ chạy được đoạn đó, chị chạy được đấy, chị tin không? Chạy đi, đấy. Thế này có khác gì thuốc tiên không? Mấy ngày thứ ba bây giờ về tí nữa live stream về cho mấy cái bà ở nhà ấy, bà đâu mà bà biết được mà lên bà chữa cùng. Về cái nhà nó tính có người lạc cái gì này còn không đi được nữa tê. Nếu nhưng mà mình về nó chưa nói người ta chưa thực tiếp á, thờ là người ta không tin. Cái dân này tới là nhiều lắm rồi, đi cùng xuân đắp thuốc. Bây giờ mình là bằng chứng sống. Vâng. Về cho họ thấy nhá. Vâng. Để cho con gái con dâu con trai con dâu xuống học nhá. Con trai cũng thích học lắm, mà cháu đang đi công ty thằng Bảo anh nó cũng thích học nghề lắm. Ok chị nhá. Vâng. Hôm nay mới ngày thứ ba đúng không? Mà lại thay đổi nhiều này nhá. Rồi chúc mừng. Hai ngày nằm trên giường mà chứ có ôm đi gần nữa mà quay thì không tài, không ngủ được, không ngủ được. Nhưng mà vào đây thì hôm đầu tiên thì nó là còn thấy con thấy gì. Đến ngày ngày thứ ba là coi như đi nhẹ nhàng hơn, ngày thứ tư là gọi, ngày thứ năm hôm nay là thứ bảy rồi, thấy kiểu được, mình thấy là hầu như thấy là không cảm giác là đi được thoải mái. Ừ, cũng được. Mà anh mình ngon ở đây không ai phục vụ. Không phải phục vụ nữa. Còn hồi hôm là con thấy phục vụ giúp cái chân đi mình. Đi đâu vẫn đau. Ngày thứ bảy, ngày này thứ bảy. Đi không đau thì cái thằng này thường ngồi. Cô chữ cô đi thử cho xem nào. Này cô đi bình thường lắm.
này đi kép quốc thôi. Mừng lắm. Là ơi. Hôm cô vào đến nay là cô chữa hôm nay mới được 10 ngày. Mà cô đau ở nhà là 20 ngày rồi, cô không uống thuốc, cũng không khỏi. Uống rồi uống thuốc bắc rồi uống thuốc mãi trong kinh sang cô không khỏi. Thì cô nó đem ra đây thì cô chữa ngày đầu tiên thì cũng thấy giảm giảm ngày thứ hai, giảm ngày thứ ba là thấy nhẹ người. Cô đi cô không thấy nhảy nữa. Thế là còn trước là cô cứ đi từ đây chỗ làm mà tại đến chỗ là cô cứ đi pha ra hai chặng cứ đi được. Thế là chiều đây là cô không đi không đau, cô đi mạnh đến nhà được. Ngày hôm nay thứ 10 cô rất cảm ơn thầy Hương và các cháu học sinh ở đây chữa cho cô khỏe, cô mừng lắm. Bây giờ cô thử đi lại cho mọi người cùng được nhìn những cái bước chân gọi là rất là đấy thanh thoát. Đấy cô đi quanh cột luôn đấy. Bây giờ cô quay đây. Đấy cô đi đi, cô chạy đi, cô làm chạy thử xem có chạy được không. Đấy đấy, múa may quay cuồng nữa. Đấy, cô thử đi, cô thử nhấc chân lên các thứ xem còn đau không. Chân đi thì không đau thì con nhất bình thường chân đi. Vâng. Dạ vâng. Cô rất cảm ơn, đúng là các cháu học sinh này nhiệt tình. Dạ vâng. Đây toàn các thầy cả rồi đấy. Các thầy. Vâng. Đây. Nhân viên lắm, ơi mà sống thoải mái mà cô rất mừng. Đây cô quá trình cô chữa bệnh đây thì cô thấy là cái phương pháp chữa bệnh ở đây cô cảm nhận nó như nào? Cô cảm nhận là đúng là giỏi, cô thấy giỏi lắm ạ. Cô cũng đi nhiều rồi, cô cũng đi bệnh viện, cũng đi có thứ chữa mà cô sợ lắm vì trong trông thiếu rồi cũng kéo rồi cũng bên cái kiểu cũng xong rồi rồi cũng máy móc mà cô thấy cũng không được thì cô chữa một chút cô cũng đi rồi mà không nên mà bệnh viện cũng gần nhà cũng bên đông y nhưng mà cô cũng không thông thấy được. Nhưng mà cô ra đây thì cô thấy sự chữa làm cô thấy nhẹ nhàng lắm mà lại không thấy đau. Cô không sợ như đó, cô sợ lắm, mỗi một lần cô cứu là cô sợ lắm. Đúng rồi, cái hôm đầu là cô đến là cô lo lắng cái mức mà huyết áp cô lên đến 170 đúng không? Sau 3 hôm cô thấy mà cô 20 ngày trước là cô đau quá cô không ngủ được. Mà chữa xong buổi đầu tiên là cô về cô ngủ được luôn đúng không? Dạ vâng, đấy. Đấy thôi, rồi cảm ơn cô. Rồi chúc cô là khỏe mạnh. Cô giúp các cháu coi dạ. Như là ngày càng tiến bộ hơn, dạ vâng. Hơn. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhé.